Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì bên Huy đang chuẩn bị là đi hai cái combo âm thanh lưu động cho hai khách hàng tại Đồng Nai ha mọi người. Đây là một bộ là bên Huy vừa mới lắp đặt và setup xong rồi. Bộ này thì anh khách là nâng cấp thêm cái bản mixer 12 line nữa để có thể là chỉnh tín hiệu nhạc và cũng như là echo và reverb ở trên này. Đó. Và đây ngoài này thì là một bộ và anh khách hàng cũng ở tại Đồng Nai, bên Huy đã đóng gói sẵn rồi ha mọi người. Bộ này thì không có bản mixer, một cái combo âm thanh mà bên Huy đã giới thiệu rất là nhiều. Vào chiều ngày hôm qua thì bên Huy mới bàn giao cho anh khách hàng tại Hóc Môn một bộ như thế này. Thì bên Huy còn hai đơn hàng nữa, hai đơn hàng hai bộ loa như thế này nữa, nhưng mà hiện tại là hôm nay đi không có kịp. Thì chính vì thế là sẽ hẹn mọi người ở cái clip ở ngày hôm sau nha. Bây giờ thì xin mời mọi người theo Huy đi Đồng Nai để bàn giao hai cái combo âm thanh lưu động này cho hai khách hàng tại Đồng Nai ha. Hiện tại thì bên Huy đã tới nhà anh khách ở tại trạm bom Đồng Nai mọi người. Đó, anh em đang chuyển loa vô. Ơi dạ chào anh. Dạ chào chị. Trên mạng. Dạ. Công nhận ở ngoài nó còn rẻ hơn trên mạng hả? Dạ. Đúng rồi. Con Huy nha. Dạ. Đến YouTube đó. YouTube nè. Dạ. Dạ. Ở ngoài còn đẹp trai trên mạng nữa. Dạ. Bộ này mình mua về mình chơi gia đình hả anh? Dạ. Giờ Tết là đầu tư bộ này là chơi là quá đã luôn nè. Dạ. Phải, phải hay lắm. Dạ. Dạ. Anh tham khảo bên em lâu chưa? Anh tham khảo thì được là anh đặt luôn. Dạ. Mới đặt anh đặt luôn. Dạ. Hôm trước có mới coi xong đó. Dạ. Đặt luôn. Dạ. Rồi, chú nghe. Ở đây xin mời mọi người vào đây để Huy giới thiệu cấu hình âm thanh để gửi tới mọi người này. Thì sáng đi gấp quá chưa kịp review gửi tới mọi người. Bộ này thì là một cái combo mà mọi người có thể thấy là bên Huy đang lắp nhiều nhất trong cái thời gian vừa qua đúng không ạ? Bộ dàn máy thì gồm một bộ micro Wonderfield 720, một bộ vang số Wonderfield X10 lút và một cục đẩy 4 kênh Wonderfield 9.4. Cấu hình này thì nó được trang bị loa súp và thầm một súp tiếng rất là mềm và sâu. Thì những cái cấu hình mà loa mà nó được trang bị súp thì chắc chắn là tiếng nó sẽ rất là lực và hay rồi. Hai bên là hai loa bass 40 và chép 850 ạ mọi người. Đây là full combo bên Huy đang bàn giao cho anh khách ở tại trạm bom Đồng Nai. Đây là anh chủ này. Dạ. Anh ấy mới tham khảo bên Huy thôi mà sau khi xem xong thấy hay quá là đặt liền. Đúng rồi. Anh. Xem trường bán được một lần là đặt luôn. Dạ. Dạ. Thế là anh cũng đã rất là tin tưởng. Đúng rồi. Dạ. Rồi một lần nữa em cảm ơn anh. Dạ. Anh cũng sẵn nhặt nhiều rồi. Dạ. Hỏi em coi anh mua cái vàng trăm mấy luôn á. Dạ. Mà bây giờ thấy cái này được. Dạ. Dạ. Hay. Dạ. Cái căn bản là nó gọn, nó dễ sử dụng nữa. Dạ. Ok, bây giờ thì bên Huy sẽ tiến hành setup. Này là cả tháng như nguyên em chữ cô em học trò. Này là quanh quanh mặt trời mẹ già tay tây cõi người cho.
và test xong cái bộ âm thanh này cho anh Đức ở tại Trảng Bom Đồng Nai rồi. Bây giờ thì bên đội ngũ kỹ thuật của bên Huy đang hướng dẫn cho anh Đức sử dụng cái cấu hình âm thanh này. Thì cái bộ này thì như mọi người có thể thấy thì anh Đức đầu tư cái bộ này về để chơi những cái dịp cuối năm thì rất là hợp lý đúng không ạ? Tại vì không gian ở dưới này thì thực sự là rất là thoáng, thì mình chơi cái này thực sự nó sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Thì nếu mọi người xem clip này thấy hay thì nhớ cho xin một like video nha. Những anh em nào mà chưa nhấn subscribe kênh YouTube thì nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube để ủng hộ và cũng như là cập nhật những các sản phẩm mới của bên Huy ha. Lần nhỏ nhạc trước nha. Đúng rồi. Là con đang xét cho chủ là chương trình ngoài trời, là chương trình M1. Đấy, là M1 là chương trình ngoài trời, M2 là chương trình trong nhà. Ví dụ như chủ đầy bồ lót kèo này vô trong TV. Đóng chương trình 2. Dạ, là M2. M2. Dạ, M1 ví dụ chủ đầy bồ đây là chủ ấn M1. Rồi, rồi. Dạ, bây giờ ví dụ chủ một lần nhỏ nhạc đúng không? Đây có music cộng và music trừ. Nhỏ nhỏ. Dạ, đúng rồi. Đây là lần nhỏ nhạc. Đúng rồi. Trừ là giảm. Trừ đây là giảm. Dạ, đây hai nút nằm trên. Trên này hả? Dạ, đây bây giờ này. Bây giờ chú mic cộng, chú từ lần nhỏ mic cộng, lần nhỏ mic, lần nhỏ nhạc. Cái này là con mắt định chú à? Đúng rồi. Bấm nè, bây giờ chú chỉ có nhạc lớn, nhạc nhỏ, mic lớn, mic nhỏ. Dạ. Đúng rồi, mic lớn mic nhỏ này. Dạ. Như lớn nhỏ. Dạ, nhạc lớn nhỏ. Đúng rồi, còn cái này đi. Dạ, đúng rồi. Chỉ như ra ngoài trời chuẩn M1 là tự động nổ lót. Vô trong nhà chuẩn M2 là tự động nổ lót. Để con kết nối qua TV cho chú. Hiện tại thì toàn bộ quá trình bên Huy lắp đặt và bàn giao cũng như là hướng dẫn anh Đức sử dụng đã xong rồi ha mọi người. Bây giờ cũng năm hết Tết đến rồi, có phần quà để gửi cho anh Đức. Cuối năm rồi thì cũng gửi anh đùng bia với anh em ăn nhậu ca hát gọi như là liên hoan cái bộ âm thanh mới ha. Rồi, em cảm ơn dạ, nhiều nha. Dạ, rồi chúc anh Đức và gia đình năm mới nhiều sức khỏe rồi. Và làm anh thì công việc luôn luôn được may mắn và thuận lợi ạ. Rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc cho công ty Thanh Huy ngày càng phát triển nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn ạ. Thì trong quá trình mình sử dụng cái bộ âm thanh này, nếu như mà nó phát sinh cái vấn đề lỗi hay sự cố gì thì anh có thể là liên hệ trực tiếp cho đội ngũ kỹ thuật của bên em. Thì không may mà trong thời gian đầu mà có thiết bị gì hư hoặc lỗi thì bên em sẽ đổi mới hoàn toàn cho anh Đức ha. Dạ, một lần nữa em cảm ơn anh ạ. Dạ. Thôi mấy anh ngồi chơi vui vẻ ha. Cảm ơn nhiều nhé. Dạ, ok. Rồi em chào chị nhé. Dạ. Dạ, rồi chắc tao được cái